Chào các bạn nha. Mình rửa hàu nè mọi người ơi. Mình rửa hàu đi ăn mừng nè mọi người. Mua hàu về nướng hàu, nướng hàu mỡ hành cho mọi người xem mọi người. Sau khi rửa hàu xong nha, đây mình cắt làm mỡ hành nha. Ok, xong đã. Đây là sỏi. Sỏi nó mới quen. Giờ phải luộc. Đậy nắp lại.
Cái này là hâm cho nóng dầu để đổ vào đây làm mỡ hành nha. Sau khi dầu sôi nha, mỡ hành đã xong nha mọi người. Đây, tách hào này mọi người.
Mùi lè quá hả? Mùi lè quá. Nó đề cái nhỏ nó được trượt, nó trượt. Ăn từ từ, tạo mình lè quá. Nó đề cái lửa được trượt cái mạnh quá. Hôm nay anh mừng kênh sắp đạt 1.000 subscribe nha mọi người. Thầy xin mời tất cả mọi người. Rất nóng luôn mọi người. Đó, sao? Không phải là tàn.
công an á.